những cách tân táo bạo để chấn hưng xã Tắc trong lúc thế nước đang trên bờ vực thẳm, những sách lược về kinh tế, xã hội, giáo dục và những công trình kiến trúc để đời cho hậu thế. Hồ Quý Ly, vị vua khởi thủy của vương triều Hồ, người đã có công lớn trong cải cách đất nước, lại có lúc bị hậu thế đối xử bất công như một loạn thần. Cho đến nay, vẫn còn rất nhiều quan điểm, nhiều cách nhìn trái ngược nhau. Chương trình góp một tiếng nói để có cách nhìn công bằng hơn với Hoàng đế Hồ Quý Ly. Đó là công trạng của ông và vai trò của vương triều Hồ đối với quê hương Thanh Hóa nói riêng và lịch sử dân tộc nói chung. Nửa cuối thế kỷ 14, triều đại xã hội Đại Việt lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Sản xuất trì trệ, đời sống nông nô bị bần cùng hóa. Triều đình nhà Trần ngày một sa đọa. Nhiều đại thần mắc tệ nạn tham nhũng, rượu chè cờ bạc, tham ăn hiếu sắc. Vua Trần Dụ Tông ăn chơi xa xỉ, trụy lạc. Bên ngoài, Champa nhiều lần gây xung đột, chiến tranh với Đại Việt, đem quân vào đánh phá Thăng Long. Nhà Minh ở phương Bắc lại gây sức ép, hạch sách đòi cống nạp, lăm le xâm lược, càng làm cuộc khủng hoảng thêm sâu sắc, đe dọa sự tồn tại của vương triều. Hồ Quý Ly, quê gốc ở Nghệ An, tổ bốn đời rời ra Thanh Hóa, đổi theo họ người cha nuôi là Lê Huấn. Ông có quan hệ họ ngoại khăng khít với các vua Trần. Bản thân ông là con rể của vua Trần Minh Tông. Từng bước, Hồ Quý Ly đã tiến lên nắm giữ những chức vụ quan trọng về chính trị và quân sự như khu mật sứ, thống chế, đồng bình chương sự. Mặt khác, ông còn tìm cách đưa họ hàng và tay chân thân tín vào nắm giữ các trọng trách khác trong triều đình. Năm 1400, Quý Ly ép thiếu đế phải nhường ngôi cho mình, lập nên triều Hồ, lấy niên hiệu Thánh Nguyên, quốc hiệu Đại Ngô. Sau 10 tháng, nhường ngôi cho con thứ là Hồ Hán Thương lên làm Thái Thượng Hoàng. Vốn là một đại thần của triều Trần, lại phế truất ngôi vua Trần để lập triều đại của mình, nên hậu thế đã phán xét hành động này của ông. Bây giờ thì giới sử học người ta đánh giá Hồ Quý Ly cũng khác trước kia rồi. Trước kia thì chỉ có lên án thôi, nhưng mà bây giờ người ta cũng đánh giá đấy là một cái nhân vật kiệt xuất trong lịch sử Việt Nam, trong cái bối cảnh lịch sử lúc bây giờ. Và ông ấy mà phế truất các vua nhà Trần ấy, thì phải nghiên cứu cái nhà Trần đến cái thời kỳ đó cũng nằm trong cái thời kỳ suy vi rồi. Và trước những cái khó khăn của đất nước lúc bây giờ thì Hồ Quý Ly với cái tinh thần yêu nước, với cái ý thích trách nhiệm, với cái độc lập của dân tộc thì ông đã phải hành động. Và chúng ta thấy ta dùng cái chữ trước kia là cướp ngôi, đoạt ngôi, nó là có cái chữ nó có ý nghĩa xấu, nhưng mà thực tế ra đấy là ông làm theo cái suy nghĩ của ông. Và ông thấy rằng trong tình hình này thì không thể nào làm khác được. Nếu mà cứ để cho nhà Trần cầm ngôi, cầm quyền thì tất nhiên là đất nước sẽ rơi vào trong tay ngoại xâm. 3 lần hội thảo về Hồ Quý Ly, chứ không phải 1 lần, cả 3 lần mà không cách gì giải được. Vì sao? Là bởi vì có 3 quan điểm, mà quan điểm nào cũng có cái lý của nó. Cái thứ nhất là ca ngợi, thì ông không thể không ca ngợi ông được. Nhưng cái thứ hai là vừa ca ngợi vừa phê phán, vì phê phán là có cái để phê phán đâu, thì cũng không thể bỏ được. Cái ca ngợi, cái phần thứ ba là chỉ có phê phán, không có ca ngợi. Thì cả 3 cái điều đó không bác bỏ cái điều nào. Thế thì đến cái lần thứ ba thì tôi đưa ra một cái quan điểm. Tôi nói thế này,
tôi thấy các ông thảo luận mãi mà có một cái điều, có một người rất hiểu Hồ Quy Ly, rất biết Hồ Quy Ly là ông Nguyễn Trãi. Thì tôi thấy không ai nói đến Nguyễn Trãi cả. Nhưng mà ông là quan của ông Hồ Quy Ly, ông từng sống trong cái triều đại Hồ Quy Ly. Thế thì tôi dẫn cái câu mà tôi nhắc cho ông Sơn này là anh hùng di hận kỷ thiên niên. Người anh hùng để cái hận, ôm cái mối hận cả ngàn đời. Tôi nói rằng Hồ Quy Ly, ông Nguyễn Trãi gọi Hồ Quy Ly là anh hùng, có nghĩa là cái người có sự nghiệp. Nếu không phải có sự nghiệp, không ai gọi là anh hùng. Một cái rất may là chưa đến 1.000 năm thì hậu thế đã nhìn nhận lại được nhân vật Hoàng đế Hồ Quy Ly. Dẫu rằng cho đến bây giờ hậu thế vẫn có những cái đàm luận ngược xuôi, nhưng dù có đàm luận như thế nào chăng nữa thì thành nhà Hồ là di sản văn hóa nhân loại. Trước và sau khi lên ngôi, Hồ Quý Ly đã tiến hành nhiều cải cách quan trọng, đặc biệt là việc đưa tiền giấy vào lưu hành lần đầu tiên ở nước ta. Nguyên liệu đồng khan hiếm, nguy cơ giặc Minh đe dọa xâm lược, buộc Hồ Quý Ly phải lựa chọn hoặc đúc tiền hoặc đúc súng. Ông đã lựa chọn đúc súng và chuyển sang dùng tiền giấy. Đây là cuộc cải cách mang nhiều ý nghĩa lịch sử và táo bạo nhất, bởi lần đầu tiên tiền giấy được lưu hành ở nước ta kể từ buổi nhà nước sơ kỳ xuất hiện cho đến thời điểm bấy giờ. Một khối lượng lớn tiền đồng thu lại từ việc đổi tiền giấy là nguồn nguyên liệu phục vụ đúc súng thần công đạn đồng trong công cuộc phòng thủ quốc gia. Sử dụng tiền giấy đã mang lại nhiều thuận lợi cho giao thương buôn bán, đặc biệt là những nhà buôn lớn khi phải mang khối lượng hàng hóa lớn buôn bán xa. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có viết rằng mùa hạ tháng 4 bắt đầu phát tiền giấy thông báo hội sao. In xong, ra lệnh cho người đến đổi, cứ một quan tiền đồng đổi lấy hai quan tiền giấy. Kẻ làm tiền giả bị tội chết, ruộng đất, tài sản tịch thu, cấm tuyệt tiền đồng, không được chứa lén, tiêu vụ, tất cả thu hết về kho ngao trì ở kinh thành và trị sở ở các xứ. Kẻ nào vi phạm cũng bị trị tội như làm tiền giả. Tiền giấy thì trong sử sách cũng nói là để dùng cho một cái vấn đề giao thoa trong nhân dân. Đấy, rồi để tiết kiệm đồng, trong lúc bây giờ là đồng đang hiếm. Thì ông muốn là cải cách cái tiền đồng thành tiền giấy, nó có hai mặt. Không phải là ông ấy làm tiền giấy, ông không đúc tiền đồng. Đấy, mà trong khi ông cải cách tiền giấy để sử dụng một số đồng để mà dùng đúc súng thần công, để mà chống giặc ngoại xâm. Không phải là ông cải cách về tiền tệ mà ông bỏ quên đi quá khứ. Đấy, cải cách tiền tệ nó vừa đảm bảo cái vấn đề đỡ hao tổn các vấn đề ấy, rồi là dùng trong vấn đề giao thương cho nó thuận tiện. Mà cho đến bây giờ hậu thế của chúng ta cũng dùng tiền giấy. Và tôi đánh giá Hồ Quý Ly là một cái nhân vật có tư tưởng đổi mới. Và ông ấy đã tiến hành rất nhiều cái điều đổi mới về mặt giáo dục, về mặt tiền tệ. Rõ ràng đấy là đáp ứng những cái yêu cầu bức thiết của lịch sử Việt Nam trong cái giai đoạn đó. Cho nên ông mới giải quyết được những cái điều đó là đúng theo tôi. Nhưng mà ông ấy có một cái hạn chế, tức là ông làm một cách cô độc, không có một cái sự ủng hộ của rộng rãi của nhân dân. Không phải sau khi thành đá nhà Hồ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa nhân loại, mọi luận đàm về Hồ Quý Ly, về tòa thành đá kỳ vĩ mới được giới khoa học, giới khảo cổ tốn nhiều giấy mực đến thế. Mà sự bàn cãi đã diễn ra từ nhiều chục năm trước, thậm chí là mấy trăm năm nay. Nhưng có một điều mà ít người nhắc và biết đến, đó chính là quê hương nơi Hồ Quý Ly sinh ra và lớn lên. Làng Đại Lại thuộc thôn Kim Phát, xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
Theo tư liệu thơ văn người xưa cho biết, thì Đại Lại là cứ địa hiểm trở, nằm giữa một con sông và một dãy núi đều có tên là Đại Lại, phong cảnh hữu tình. Chứ lại ở đây có nghĩa là nước chảy rất xiết. Và trong thực tế, con sông Đại Lại nay là sông Lèn, khoảng từ ngã Ba Bông đến cầu Đò Lèn bây giờ. Thời đó có rất nhiều gành thác, thuyền bè đi lại rất nguy hiểm. Bởi thế hai bên bờ sông, người dân đã dựng nên các ngôi đền thờ thần để mỗi lần đi qua thắp hương bái lễ, cầu xin sự yên bình. Hồ Quý Ly bức vua Trần rời đô từ Thăng Long về Tây Đô. Và từ năm 1398 năm 1399, Hồ Quý Ly đã cho mời vua Trần Thuận Tông, tức là con rể của mình, về ngự tại cung Bảo Thanh. Để tính kế lâu dài cho việc thâu tóm triều đình, đồng thời ngăn họa xâm lăng từ phương Bắc, Hồ Quý Ly đã cho xây dựng cung Bảo Thanh này, một cung điện trước đây rất nguy nga tráng lệ. Cũng tại cung Bảo Thanh, năm 1399, Trần Thuận Tông đã nhường ngôi cho Thái Tử An để lên làm Thái Thượng Hoàng. Thái Tử An lên ngôi, lấy hiệu là Trần Thế Đế. Trần Thuận Tông xuống tóc đi tu ở chùa Phong Công, về sau bị bức tử tại nơi này. Xưa kia, cung Bảo Thanh vốn là một bãi hoang vắng, cây hoang dại mọc tùm. Toàn bộ quần thể ly cung nằm gọn trong lòng tay ngai phía tây nam núi Kim Âu hiện tại và nằm cách sông Lèn chừng 1 km theo đường chim bay. Sau khi kinh đô được chuyển lên Tây Đô là cái nơi chính, thì kinh đô giả chiến này chỉ còn lại cái cung Bảo Thanh, cái chùa Phong Công. Thì lúc đó Trần Thuận Tôn ở lại đây, và ý của Lê Quý Ly ấy, là muốn cách ly hẳn vua cha ra khỏi vua con, để ông ấy dễ bề thao túng cái vua Trần Thiếu Đế, là cháu ngoại của Lê Quý Ly. Do đó cho nên cái cung Bảo Thanh này ấy, nghiễm nhiên được gọi là ly cung là như thế, với cái nghĩa là cách ly hẳn với triều đình ở trên Tây Đô. Chứ còn cũng có một số nhà nghiên cứu, người ta còn suy diễn ra là Hồ Quý Ly vốn là một cái người học sâu thấy rộng, cho nên ông đã tìm được cái quẻ ly, là một cái quẻ rất thiêng liêng trong các quẻ của kinh dịch. Cho nên là ông đặt tên đây là Ly Cung, là cũng cái ý nghĩa đó. Khi một ông vua mà ông rời khỏi kinh đô thì người ta gọi cái nơi ông ở là Ly Cung. Mà ở Nhật Bản thì nó có đến một cái ly cung cực kỳ nổi tiếng là Sugakuni, rủ tiếng lắm. Đấy, thì ở đây cũng vậy, ông Thuận Tông đang là vua ở tại kinh đô, ông Hồ Quý Ly đưa ông về Đại Lại thì phải lập ra một cái gọi là ly cung chứ không phải là kinh đô. Ly cung được xây dựng chính xác vào thời gian nào, trong bao lâu chưa thấy chính sử biên chép cụ thể, chỉ biết trước thời điểm xây dựng thành Tây Đô. Vị trí của ly cung nằm trong thế tay ngai của một hệ thống đồi núi, cao nhất là núi Ca Đề, 350m. Trước mặt là sông, gặp sông Mã ở phía Tây và chảy qua biển ở cửa Thần Phù. Xa hơn, chừng 10 km, ở mạn Bắc là hệ thống núi đá vôi Tam Điệp, cửa ngõ của xứ Thanh thời bấy giờ. Từ cửa Bắc muốn vào Nam qua chặng này bằng đường bộ, không còn cách gì khác là lên lỏi qua những đèo, những thung. Năm 1511, vua Lê Tương Dực về bái yết Sơn Lăng. Thì sau khi bái yết Sơn Lăng xong á, thì vua Lê Tương Dực mới đi vi hành về đây, ngắm cái phong cảnh hương Đại Lại, biết đây là trước đây có cái ly cung là nơi sinh ra và nơi phát tích của Lê Quý Ly, tức là Hồ Quý Ly. Nên Lê Tương Dực về đây á, thì thấy phong cảnh đẹp quá. Nào cái dãy núi Kim Âu trông như một cái ngai. Đỉnh tay đỉnh ngai á, là với ngọn đỉnh núi Kim Âu cao nhất, mà trên đó theo truyền thuyết cũng có và thực tế cũng có, là trên đó có một cái hồ khoảng 500 m², dân gian gọi là ao bèo, mà tên khoa học gọi là hồ sao xỉa. Truyền tục truyền ngày xưa có một ngôi sao xỉa xuống đó,
mà tạo thành một cái hồ nhỏ. Sự tích về hồ Sao Xỉa hay còn gọi là ao bèo đã gây sự tò mò cho những người làm chương trình chúng tôi. Theo chân ông chủ tịch xã Hà Đông, huyện Hà Trung, vượt qua cánh rừng nằm trên núi Đại Lại, phải mất gần 2 tiếng đi bộ, chúng tôi mới có mặt tại ao bèo. Bây giờ tôi sẽ dẫn anh chị lên khu vực ao bèo. Trên đấy là đỉnh của dãy núi Đại Lại. Và trên đấy là không những có một ao bèo mà có đến 5 cái ao. Mà theo truyền thuyết là các cụ ngày xưa truyền lại đó là các cái cồm vũng Sao Xỉa. Có nghĩa là các cái mảnh thiên thạch từ trên vũ trụ rơi xuống vùng này và tạo thành rất nhiều cái ao như thế này. Và có những ao lớn là đến 2 sào, có nghĩa là 1.000 m². Ngày xưa ở khu vực này, theo truyền thuyết các cụ nói chính là nơi là Hồ Quy Ly đã ngắm làm cái nơi thao luyện quân. Ở dưới đồng bằng thì thao luyện quân đánh bộ, trên rừng thì thao luyện để cho quân tinh nhẹ ở trên địa hình rừng núi. Từ lòng chảo nằm giữa núi, đỉnh ao bèo là đỉnh cao thứ hai của Đại Lại. Nơi đây địa hình bằng phẳng, rộng rãi nên dân gian truyền tụng là nơi Hồ Quý Ly đã từng cho đội quân tinh nhuệ tập luyện. Ba mươi năm trước, xung quanh khu vực ao bèo còn là một thảm cỏ tươi tốt, trên rừng chủ yếu là những cây lim xến. Nhưng giờ chỉ còn những âm thanh hoang vắng của ếch, trão chuộc và tiếng gió thông rừng phòng hộ. Thì thoảng có vài người địa phương lên đây lấy nhựa thông hoặc câu ếch, còn ao bèo gần như đã bị lãng quên. Đây là cái ao bèo này, ao bèo chính này. Ở dưới đấy là có rất nhiều bèo. Và hiện nay vẫn có bèo. Nhưng vì là các cái cỏ cây khác mọc xen cho nên là ống kính có thể là không nhìn thấy đâu. Nhưng mà mắt thường là chúng ta nhìn thấy rất nhiều bèo. Đấy. Và tại vị trí này là cái lòng giếng. Cái giếng này là ngày xưa Hồ Quý Ly đã sử dụng đào nó xuống và xây xung quanh để lấy nước sạch cho quân sĩ trong cái quá trình luyện tập là uống nước. Đấy, nhưng mà qua quá trình thời gian là nó đã bị vùi lấp mà chúng ta vẫn thấy đây. Chính đây là cái miệng giếng và đây là cái cửa để giếng chảy ra hồ. Giếng đây nó sùn lên và nó lọc qua cái mang đấy ra. Có một điều kỳ lạ, phần lớn những di tích còn lại liên quan đến vị vua Hồ Quý Ly đều là những giếng nước, xạ nước. Người dân ở thôn Kim Phát từ lâu đã dùng nguồn nước này để phục vụ cho sinh hoạt thường ngày. Bởi họ cho rằng không có nguồn nước nào sạch hơn nước chảy từ trên núi xuống. Có truyền thuyết cho rằng Hồ Quý Ly đã tận dụng khu nước trong vắt chảy ra quanh năm, dựng nên một hệ thống máng bằng tre, bến tắm bằng đá để vua tôi Trần Thuận Tông sử dụng. Chính vì vậy mà ngày nay, người dân địa phương đã có ý thức giữ gìn và bảo vệ nó như một báu vật của làng. Tức là từ cái này là có từ xưa, nhưng mà sau khi nhà Hồ về, rồi mới kiến thiết lại, thì trên cái cơ sở ở trong cái lòng đất này này, nó có một cái mạch chảy ra, thì lúc đấy là nó chảy trên mặt đất. Thì khi nhà Hồ về lúc đấy là mới kiến thiết lại là hai bên là xây bằng đá, ở dưới lát gạch, hai bên lát gạch và ở trên là úp mới bò, có nghĩa là nước chảy từ đây mà chui xuống đến cái khe ta đi ngang đấy, đó, là kín. Nhưng mà trong quá trình thời gian lâu thì thấy các cụ chuyển lại